Ông McAfee nói rằng chính phủ Belize đòi ông phải đưa ra 2 triệu Mỹ Kim tin từ Miami. Sau khi bị trục xuất ra khỏi Guatemala, ông John McAfee đã dùng thời gian đi hưởng thụ tại khu vực bờ biển thành phố Miami. Người sáng lập ra công ty viết phần mềm chống vi khuẩn điện toán đang tránh sự truy nã của cảnh sát tại Belize vì cảnh sát tại quốc gia Belize muốn hỏi ông về vụ giết người mà họ cho rằng ông McAfee không phải là người nghi phạm chính. Ông Gregory Ford, một người hàng xóm trước đây của ông tại Belize, bị bắn chết trong tháng 11 năm 2012. Đã nhiều lần ông McAfee từ chối từ bất cứ sự liên quan nào tới cái chết của ông Gregory Ford. Theo lời của ông McAfee, thì chính phủ Belize đeo đuổi bức hại ông là vì ông đã từ chối không chịu đưa tiền hối lộ. Theo lời của ông, thì chính phủ đã đưa 42 lính với vũ trang tới biệt thự của ông và đã bắt giam và còng ông trong 14 tiếng đồng hồ. Khi được hỏi tại sao ông bị chính phủ còng, thì ông trả lời là họ đòi ông phải trả 2 triệu Mỹ Kim. Hiện nay thì ông McAfee đã chịu bỏ ra là 25.000 Mỹ Kim để thâu lượm được tin tức dẫn tới sự kết án của thủ phạm giết chết ông Gregory Ford. Nhưng theo gia quyến của nạn nhân, thì hành động treo giải thưởng của ông McAfee chỉ là một cử chỉ trống rỗng.